chỉ từ tới nơi tam kia than tia môi chấm nuôn bạt phía trán mình tên bom pháo bị chìm bọt chướng đại căn nơi lịch thị bồ tát sa sơn á tại để điệp asana bảy phần tai ca điệp asana bảy nội tiết sáu cứ miền ca ham chế đặt khát nơi tì tăng pram còn lại đại dương mình cua nâng vô asana bảy tận đạt nơi tì tăng còn lại nụ lời hãy bờ sân chỉ dương đã cứ đi xây rồi bờ dương nâng mình cái thằng mình lớn rồi co đi xây rồi bờ dương đã ở môi chỉ vật tại mặt đòn được chia tì tăng pram còn lại cho mà nâng thưa ca chìm điệp chún từ đó bom pháo trường đảm bảy bàn dù đăng từng ọc nía tì mùi hàm đại khát đã asana bảy nơi chuyển trang bằng cuốn ở rước bình tục tật nè chẳng dương mình trở đã asana bảy nơi còn lại năng nội tì hãy bà sơn để dương cất đặt đó phải tam thiết tiền pram thiết tắc pi bằng cuốn nâng bình luật thiết phương này và thổ xạ sát ở bờ asana bảy chẳng dương cộng đại nè tì mùi tì pi hàm đã asana bảy tu mục phía châu phía tè bản chẳng dương mình cua đã asana bảy nơi tu mục phía châu phía tè nội tì mu là hạt ấy thuê phía tè đầm nàng ở cả hô châu trọc sầm mặt hai bà sân bà dương vô chờ đón trọc hô châu trong bị mục asana bảy vía nâng bằng co chờ lá trọc hai trọc co nâng mình hiên châu phía tè nội đài bản chẳng ngay xôm cộng đạn asana bảy nơi mục phía châu phía tè ấy và nếu cứ như chậm nói tí pi nhé bạn rí ai chậm nói tí bảy ham đã lượt nấm đại miền nam scout rứ co mê nấm bạn chẳng còn còn đã asana prea nữ lượt nấm đại miền nam scout rứ co mê nấm tu vua tha nấm chui chủm rung tham ở pole này vật thổ xạ sất ở rất răng rất tai bù cải hai person bảo miền nam scout bọ cá rứa có miền này xa mà nâng ca rộng bốt dốc tham ở bốn nước chánh bị vật thổ xạ sất đôi khỉ đài chẳng nên cứ dư chẩm nói tị bấy rí ai chẩm nói tị buồn ham đặc nông bẩn tục đài chẳng bọn bốn dưỡng cầm dô asana bếch đặc nông bẩn tục đài rù bếch trâu bàn chất tục chia rộng bó mình ai mưu nghỉ mưu thọc bàn lời ការដាក់អាសនៈព្រះនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់មានន័យថាស្មើនឹងការប្រមាថព្រះនេះគឺជាចំណុចទី4ណាបាទចំណុចទី4គឺហាមដាក់អាសនៈព្រះនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់រីឯចំណុចចុងក្រោយគឺជាចំណុចទី5ហាមភ្ជួរអាសនៈព្រះពីថ្នឹមផ្ទះបងប្អូនយើងណាសង្ឃឹមថាបានដឹងហើយបើសិនជាយើងបានធ្វើហើយគួរបីតែកែវាទៅចំណុចទាំងអស់នេះអញ្ចឹងចំណុចទី5នេះគឺហាមភ្ជួរអាសនៈព្រះពីថ្នឹមផ្ទះព្រោះវាបើកាលណាភ្ជួរអាសនៈព្រះវានឹងធ្វើឲ្យអាសនៈព្រះយូរយូកអត់ឈប់ឈរអញ្ចឹងបើសិនយើងយកអាសនៈព្រះភ្ជួរពីថ្នឹមផ្ទះមកវាធ្វើឲ្យអាសនៈហ្នឹងវាយូរទៅយូរមកអញ្ចឹងមានន័យថាស្មើនឹងអស្ថិរភាពហើយវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធក៏មិនហ៊ាននៅទីកន្លែងបែបនេះដែរបាទនេះគឺជាទីតាំងសម្រាប់ដាក់អាសនៈព្រះគឺជារឿងដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាជឿលើព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនយើងបានរៀបចំអាសនៈព្រះចំទាំង5ចំណុចនេះដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយបើសិនជាជឿក៏បីតែរើចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅបាទកន្លែងដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបាញ់មិញហ្នឹងណាបើរើចេញទៅរើកន្លែងណាដាក់ផ្សេងទៅកុំដាក់ចំចំណុចទាំង5ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហ្នឹងព្រោះថាហុងស៊ុយគឺវាកើតមានដល់យើងបើសិនជាយើងធ្វើតាមគេថាមុនអាគមផ្សំអាយុហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណេះបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងបានស្ដាប់ហើយហើយបើសិនជាយើងបានតាំងអាសនៈព្រះដោយកន្លែងដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហ្នឹងណាបាទយើងគប្បីតែកែទៅបាទព្រោះសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទី1ហាមដាក់ដាច់ខាតអាសនៈព្រះនៅជញ្ជាំងបង្គន់ឬក៏បន្ទប់ទឹកណាបាទហើយទី2ហាមដាក់ទល់មុខទ្វារចូលផ្ទះបាទទី3ហាមដាក់លើធ្នឹមដែលមានស្នាមឆ្កូតឬក៏មេធ្នឹមបាទហាមមិនឲ្យដាក់នោះទេអាសនៈព្រះហើយទី4គឺហាមដាច់ខាតដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដែកបាទបន្ទប់ទូដែកឬក៏បន្ទប់អីចឹងទៅបាទឲ្យតែមានបន្ទប់ដែកគឺហាមដាក់ហើយទី5ហាមភ្ជួរអាសនៈព្រះ
ពីថ្នាំផ្ទះបាទអញ្ចឹងគឺយើងមិនត្រូវការព្យួរនោះទេ